Anh chưa bao giờ yêu một người nào mà có thể cho anh cảm giác vừa yêu vừa khâm phục như em. Nếu thật sự mà anh thương em, anh cho em thêm thời gian nha. Trên đời này có ba thứ mà chúng ta không nên bỏ lỡ: thời gian, thanh xuân và tình yêu. Qua đây, tôi nói cho bà nghe. Tức cái mình, tức cái trong lòng ngực này luôn nè. Đang ăn uống vui vẻ, không có chuyện gì hết, cái tự nhiên hứng đi gọi bia uống. Uống bia cho xỉn vậy mới chịu. Vô đi. Trời, nữa. Đi vô phòng giùm tôi cái đi. Xỉn rồi mà, đi vô phòng mẹ. Phòng ở đâu? Không phải. Trời ơi, vô đó là có chuyện á, vô đó là chết. Cái cửa màu xanh lá kìa. Đúng cái màu xanh đó luôn đó. Ê. Dạ, đi vô. Em về tới phòng trọ chưa? Vô, dạ em rồi. Vô nhậu Mai ơi. Anh Phúc ơi, có gì mà nói chuyện sao nha. Bye anh. Trời ơi, em có sao không? Đi vô ngủ giùm tôi cái đi trời. Trời đất ơi, mấy người này say là vậy đó hả trời? Thiệt tình quá rồi Vĩnh ơi. Lại là cái thằng kỳ đà cản mũi này. Để tao coi mày có thể trụ lại được bao lâu. Giờ tìm lại về giới yêu thương, bên tình thân lưu luyến vẫn dương. Hóa nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng hương.